Chụp chưa anh? Chưa. Mắt em hôm nay đi đường dài. Có phải mơ mận gì không anh? Mơ đuôi à? Ai nó đây. Ừ. Cứ yên tâm, cái gì cũng chết. Cái này được xong bán lại anh nhá. 100 nhá. Thôi 100 thôi. Chết. Đâu rồi, đâu rồi. 20 phân. Đang vừa cây cao. Ấy, cháy rồi, ủi hay quá. Ấy, ấy, ấy. Số dưới rồi, số dưới rồi. Im, 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 chết rồi. Lại lên rồi đúng không? Không, 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 không. Ừ, ngay đâu, ngay đâu, ngay đâu. Chúng mày trật tự đi, đừng nói chuyện nữa. Đâu rồi, đâu rồi. Cứ vào gần đi chúng ta. Cho sáng lên, tối rồi. Ui nét hết nhỉ. Xong rồi. Chưa, trước mặt rồi. Con này đá nhanh này, khả năng dễ sập, đá chuồn chuồn sập trượt ra ngoài nữa. Ui dồi, đẹp hết nhờ. Ui dồi, to hết đấy. Chim to thật. Chim to thật. Mày ngồi im, mày im, đừng Dũng, đừng vào, đừng thằng nào sờ vào anh Dũng. Xong rồi, xong, dít đấy. Sao nó quần sao? Dũng ngồi, à, Dũng, à, mất, Viên ngồi xa xa ra. Mẹ tí nó ăn hàng nó nhảy vô đấy, nó đẩy hết cãi, đổ hết xuống sông. Viên. Chuyên gia kiểu đấy. Xóa hết video, nhảy hết. Càng chỗ đấy nghe còn xa lồng lắm. Em thấy bổn không? Có. Anh đã đi được đâu? Sạt chè thứ nhất rồi. Cái chuối đấy nó quay đầu.